Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện. Kính thưa quý thính giả, hôm nay chúng ta tiếp tục suy gẫm về đề tài lễ tấn phong thầy tế lễ qua câu Kinh Thánh Xuất Ai Cập Ký chương 29 câu 29. Để nhận được sự nhắc nhở từ lời Chúa, hãy luôn hết lòng phục sự Chúa bằng tất cả những ân tứ Ngài ban cho. Điều đó chắc chắn sẽ làm vui lòng Chúa và cũng là ý nghĩa cao quý nhất của đời sống chúng ta. Những áo thánh của Aaron sẽ để lại cho các con trai nối sau người, để họ mặc áo đó được sức dầu và lập trong chức tế lễ. Câu gốc của bài học: nhưng Đấng Christ đã hiện đến, làm thầy tế lễ thượng phẩm của những sự tốt lành sau này. Ngài đã vượt qua đền tạm lớn hơn và trọn vẹn hơn, không phải tay người dựng ra, nghĩa là không thuộc về đời này. Hebrews chương 9 câu 11. Câu hỏi suy gẫm: bộ áo thánh của ông Aaron được truyền lại cho ai và khi nào? Tại sao chức vụ thầy tế lễ thượng phẩm phải lưu truyền từ đời này đến đời khác? Chúng ta được nhắc nhở gì qua bài học này? Kính thưa quý vị, chính Đức Chúa Trời đã thiết kế bộ lễ phục đặc biệt trang trọng và quý giá cho ông Aaron, thầy tế lễ thượng phẩm đầu tiên, để ông được vinh hiển trong vai trò đại diện tuyển dân. Xuất Ai Cập Ký chương 28 câu 2. Bộ lễ phục thánh này bao gồm bảng đeo ngực, ephod, áo dài, áo lá trong, mũ và đai. Xuất Ai Cập Ký chương 28. Mỗi năm, thầy tế lễ thượng phẩm mặc trang phục thánh vào nơi chí thánh, làm đại lễ chuộc tội cho chính mình và cả dân chúng. Chức vụ thầy tế lễ thượng phẩm của ông Aaron kết thúc khi ông qua đời. Một kỳ lễ tấn phong thầy tế lễ mới được thực hiện trong 7 ngày. Một con trai của ông Aaron sẽ kế nhiệm chức thầy tế lễ thượng phẩm và tiếp nhận bộ lễ phục thánh. Cứ như vậy, chức vụ thầy tế lễ thượng phẩm được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ kia. Câu 29. Con người với bản năng tội lỗi có xu hướng chống nghịch Chúa. Vì thế, Chúa đã quy định đại lễ chuộc tội cho tuyển dân phải được thực hiện hàng năm. Nên trong thời Cựu Ước, dân Chúa luôn cần có một thầy tế lễ thượng phẩm để thực hiện nghi thức chuộc tội. Trong thời Tân Ước, Chúa Giê-xu là thầy tế lễ thượng phẩm toàn hảo và vĩnh hằng của chúng ta. Khác với các thầy tế lễ thượng phẩm trong Cựu Ước, Chúa Giê-xu không dâng của lễ chuộc tội cho chính mình. Ngài chính là con sinh không tì vết của Đức Chúa Trời, đã đổ huyết chuộc tội cho cả nhân loại một lần đủ cả. Phần của chúng ta là tin nhận Chúa Giê-xu là Đấng cứu thế, gánh thay tội lỗi của chúng ta, để mọi tội lỗi trong quá khứ được xóa bôi. Ngoài ra, chúng ta cần thường xuyên cầu xin Chúa Thánh Linh tra xét lòng, để ăn năn, xưng tội, xin sự tha thứ của Chúa về những vi phạm hàng ngày và hết lòng thuận phục Chúa. Sự kiện Đức Chúa Trời trân quý ông Aaron và các con trai người làm cho họ được vinh hiển trong trang phục thánh, giúp chúng ta liên tưởng lời Chúa Giê-xu phán: nếu ai hầu việc ta thì phải theo ta, và ta ở đâu thì kẻ hầu việc ta cũng sẽ ở đó. Nếu ai hầu việc ta thì cha ta ắt tôn quý người. Giăng chương 12 câu 26. Đời người ngắn ngủi, hãy đếm các ngày của mình, cầu xin Chúa ban sự khôn ngoan để sử dụng thời gian thật ý nghĩa và kết quả cho Ngài. Chắc chắn chúng ta sẽ được vinh hiển, không phải nhờ trang phục, nhưng bởi chúng ta hết lòng yêu Chúa và hầu việc Ngài. Chúng ta cùng cầu nguyện. Cảm tạ Chúa Giê-xu đã vui lòng chết thay cho con.
cầu xin Chúa giúp con biết ưu tiên xây dựng mối tương giao mật thiết với Chúa, tìm kiếm ý Ngài và nắm lấy những cơ hội phục vụ Chúa và hội thánh Ngài. Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta quyết định thay đổi điều gì qua bài học hôm nay? Đời sống ngắn ngủi qua mau, cho con tận hiến sống hầu việc Cha. Dầu bao gian khó phong ba, cứ nương cậy Chúa vượt qua vững vàng. Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.